Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Minh Hiền rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương về tình hình cung ứng điện cho thấy lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã được cải thiện. Đó là một tín hiệu tích cực sau quãng thời gian nhiều hồ thủy điện về mực nước chết gây khó khăn cho việc phát điện, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc. Theo Bộ Công Thương, trong các ngày vừa qua, lưu lượng nước về các hồ thủy điện khu vực miền Bắc đã được cải thiện. Mực nước hiện tại của các hồ Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Bản Chát đều đã tích được cao hơn mực nước chết từ 5 đến 9 mét. Riêng Lai Châu có hồ chứa nhỏ nên mực nước hồ cao hơn mực nước chết 19,7 mét. Các hồ chứa nước này vẫn đang hạn chế huy động để nhằm dự phòng cho đợt nắng nóng tiếp theo. Hiện tại, miền Bắc ở thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới, lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng, có thể đảm bảo để cung cấp điện, với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 đến 425 triệu kWh trên ngày. Trong trường hợp cực đoan, không có lũ về, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên, khả năng tích nước sẽ khó khăn. Các nhà máy thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chủ yếu điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn tổ máy khi vận hành, nâng cao mực nước phát điện. Miền Trung và miền Nam đảm bảo cung cấp điện và không phải chạy dầu trong thời gian tới. Trong một số trường hợp phụ tải tăng cao bất thường hoặc sự cố nhiều nguồn nhiệt điện có thể linh hoạt huy động các nguồn chạy dầu DO để đáp ứng. Theo tính toán của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, nhu cầu điện tháng 7 trung bình dự kiến là khoảng 832,9 triệu kWh trên một ngày, miền Bắc là 413,5 triệu kWh mỗi ngày, tăng 5,53% so với cùng kỳ năm 2022 để chủ động ứng phó và đảm bảo cung cấp điện trong tình hình thời tiết diễn biến khó lường. Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Từ ngày 14 tháng 6, Bộ Công Thương thường xuyên tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp tại một số nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc để đôn đốc giám sát thực hiện các nội dung nêu trên. Thời gian vừa qua, miền Bắc ở thời điểm cuối mùa khô, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về dưới mực nước chết. Trục truyền tải công suất từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc luôn ở ngưỡng giới hạn cao, tiềm ẩn nguy cơ sự cố. Nhiều tổ máy nhiệt điện than suy giảm công suất do gặp sự cố kỹ thuật vì hoạt động liên tục trong thời gian nắng nóng kéo dài. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt với một loạt các tình huống cực đoan gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung ứng điện, dẫn tới tình trạng cắt giảm phụ tải điện tại nhiều địa phương ở miền Bắc.